Mày đứng đây, đứng nói ngồi nói. Không phải, em cũng kêu người ta tới đổ thêm đất vô kìa sao vậy? Rồi, gọi rồi. Gọi rồi hả? Để tôi qua, tôi cổng qua nè. Cái gì? Qua tôi cổng quá đẹp. Cái này ngon nè. Đâu đâu phải ai cũng bận hết, trong cũng có người, thật không có người cũng thức vậy chứ, nếu mà nói vậy đâu cần thức đi. Thì giờ vừa rồi thấy là ông ăn đảo đó. Mình đi ra ngoài đó mình còn 15 tháng 10 nữa, một lần nữa. Đi bay một lần nữa đi. Ông nào ăn đảo chứ không? Dạ. Với lại nói thiệt á, không có ai mà làm mấy tiền cho gia đình ổng á. Để mà các nước trên thế giới làm thành một cái thay đoàn qua bên Mỹ để quan sát cái cuộc bầu cử này. Rồi kiểm tra nữa. Tự coi có gian lận không đó. Thì mới biết không. Cái mà nó không biết Mỹ ta cực kỳ. Trong nước Mỹ là ta bầu cử nước Mỹ mà. Nói chuyện khác đi chị.